không? Tuyên truyền nghề chăn chó. Đi về chỗ đây, đi đi đi. Chỗ nào? Đi rồi, đi đi cơ mà. Đấy. Chỗ nào? Đi rồi. Về chỗ chưa? Đi vào chỗ chưa? Chỗ đâu? Chỗ nào? Nói phải nghe. Nằm im đấy. Đi chưa? Ai đi ra? Ai đi ra? Đi đi ai đi ra? Ai đi ra? Đi vào. Nên đi vào. Nói nghe, động tí là lần đi rồi. Đi vào. Đấy, có vào phải vào. Bây giờ đen này hay là cái gì này? Bây giờ. Nằm im. Đò rồi. Không chui được nữa rồi.